bữa đi xe người ta có cho mấy cái này, người ta có cho mấy cái viên này về mẹ tưởng là kẹo, mẹ bóc ra ăn nhưng mà không phải, cái này cũng phải kẹo. Cái này ha, cái này không phải là kẹo mà nó là nó rất là đặc biệt. Mình sẽ lấy nó ra, mình chế một xíu nước vào cái, chế một xíu nước vô trong cái đĩa này và chảy tùm lum luôn. Rồi mình xé cái này ra, mình chỉ việc xé nó ra thôi. Đây, nó sẽ là một cái viên giống như vậy. Mình chỉ việc bỏ nó vô cái chén. Wow. Rồi sau khi nó bung lên là mình đảo lại. Nó sẽ hút cái nước này. Xong, xin giới thiệu. Đây là một miếng khăn giấy ướt dùng để lau tay cực sạch sẽ. Rất là tiện luôn.